Em còn tính nằm như thế này bao lâu? Cười. Các em cũng từng nằm trên chiếc giường này. Tại sao anh lại không để tôi nhìn mặt bà lần cuối? Là gia tử trong tim em không phải rất hoàn mỹ sao? Không ai có thể hoàn mỹ hơn cho tôi, ngoại trừ mẹ tôi. Bởi vậy, để tiếp tục bảo trì phần hoàn mỹ này, không biết gì vẫn tốt hơn. Có ý gì? Ý anh là nhờ là gia tử bị bệnh lạ gì đó, lẽ ra không nên có lây nhiễm mà chết. Nó sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh hoàn mỹ của ông ấy nếu em thấy thì sao? Anh dám xúc phạm cha tôi. Thấy tốt hơn rồi chứ? Cố Thiệu Hiên. Anh, tên cậu là sói không tim phổi. Ba tôi đã nhận nuôi anh bao nhiêu năm qua, kết quả anh lại quay ra cướp toàn bộ mọi thứ của ba tôi. Anh còn hại chết cả mẹ tôi. Anh. Sao em lại không thể giống mẹ em chút nhỉ? Là chỉ toàn thích giống nhược điểm của bà em. Tôi chẳng ai liên quan gì tới anh, buồn tôi ra. Đẩy. Em chẳng ai liên quan tới vì tôi sẽ càng yêu em hơn hay là sẽ càng muốn ăn em hơn. Hừ. Thiếu gia. Tiểu thư phải uống thuốc rồi. Chờ chút. Nghe tiếng bên trong thì nếu giờ mà mình vào, có khi nào thiếu gia sẽ giết mình. Chào ngay. Xin hỏi ở đây có cần tôi giúp gì không? Có nha. Thiếu gia, tôi vào nhé. Chào ngay. Ra ngoài. Good. Sợ hãi, nhói. Thiếu gia, tiểu thư tới giờ uống thuốc rồi hả? Mai mà tìm thấy vật tế thân, không là mình bị vứt ra biển rồi. Thuốc để ở đây là được. Đứng dậy. Vâng, nhưng thiếu gia. Tiểu thư thân thể vẫn còn chưa hồi phục, ngài cẩn thận chút. Ra ngoài. Vâng, đi liền ạ. À. Chúng ta đi mau. Sợ quá đi. Lăng tâm. Nào, uống thuốc thôi. Rút ra. Bớt. Đau. Hừ. Uống thuốc rồi, ngủ một giấc để còn mau mau khỏe lại. Phong cảnh ở hòn đảo này rất đẹp, em sẽ bỏ lỡ nếu không mau chóng rời giường đi. Đáng chết. Cố Thiệu Hiên. Đã nói hôm nay là có ý gì hả? Ngủ đi. Tôi không muốn ngủ. Tôi muốn biết lại vừa rồi cô anh nói có ý gì. Em cho ngài liên quan tới việc tôi sẽ càng yêu em hơn hay là sẽ càng muốn ăn em hơn. Anh chị muốn em nữ tính chút, như vậy thì sẽ khiến đàn ông càng thích hơn. Đừng có nhìn anh thế, không thì anh sẽ thực sự ăn em đó. Rõ ràng ở khoảng cách gần như thế này mà anh lại không dám lại gặp em. Anh rốt cuộc nên làm gì mới tốt đây? Tô phu nhân năm đó vô cùng xinh đẹp. Điều rồi là Cố Thiệu Hiên. Nghe nói Tô tiên sinh vì phu nhân
là đặc biệt trong cả một trang viên toàn hoa tường vi. Tôi vốn định nếu có cơ hội rời khỏi thành Thiên Hải sẽ tới tòa trang viên đó làm khách thăm qua phu nhân tường vi. Chỉ đáng tiếc. Ông có muốn xem hình của tổ phu nhân không? Cậu có mang sẵn một tấm trong mình à? Đương nhiên. Thật sự rất xinh đẹp. Nếu không thì làm sao lão gia tử lại có thể dùng thủ đoạn giữ thư khư bảy bên cạnh chứ? Thủ đoạn ư? Tôi nghĩ mình nên đó lại là làm bất cứ điều gì thấy cần. Đứng dậy. Chạy đi. Tôi tiểu thư coi bộ đối với cậu không mấy thân thiện à? Cô ấy đối với ai cũng không thân thiện như vậy. Con nhím nhỏ khó cặn của tôi. Con nhím? Cô ấy nếu là con nhím, cậu chắc là dây gai buộc con nhỏ vào bẫy. Ha ha. Tôi cũng đang cố gắng đây. Tôi chuẩn bị ngày mai rời khỏi đây vì còn bận công việc khác nữa, nên không thể ở lại nơi này lâu hơn. Vậy để tôi tiểu thư lại nơi này thêm vài tháng. Tôi cảm thấy với tính cách của cô ấy làm cướp biện thì lão gia tử chắc sẽ từ trong mộ phần sống dậy mà lời cô ấy đi mất. Không đâu, tôi rất thích con nhím nha. Để cô nhóc ở đây với tôi đi. Tôi sẽ không để cô ấy lại cho ai cả. Người thừa kế của tổ tiên sinh còn khó đàm phán hơn cả tổ tiên sinh nữa chứ. Nơi này chẳng lẽ hải tặc được sống trong những nơi như thế này ư? Ra đi. Lần Hạ Phong, em biết là anh. Chỉ mấy hôm trước là tụi em chọn đấy, em không trách anh. Anh đừng trốn nữa. Lần Hạ Phong, anh muốn chơi trốn tìm hả? Được, em chơi cùng anh. Nhưng nếu em tìm được anh rồi, anh có thể nào đừng trốn em nữa được không? Anh là thật tâm thích em mà, không phải sao? Lúc trước vậy, bây giờ cũng vẫn vậy. Anh đều thích em à, phải không? Lần tâm anh. Anh không muốn trước mặt Cố Thiện Hiên thừa nhận mình sai. Anh ta nói em đã chọn lầm người rồi. Nhưng em cảm thấy mình không chọn sai. Anh là người em muốn chọn ở bên Hạ Phong. Anh. Anh rốt cuộc là ngại ngần cái gì? Anh từng nói sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Em vẫn còn nhớ đó. Nam tử Hán, đại trượng phu. Lời đã nói ra lại không dám nhận ư? Lăng Tâm, em bình tĩnh một chút. Có phải em quá bướng bỉnh rồi không? Em vẫn luôn nghĩ chỉ cần đưa tay về phía anh nhất định sẽ nắm lấy tay em, dắt em đi suốt cuộc đời này. Lăng Tâm, anh dắt em đi. Tô tiểu thư, cô ở đây thấy thế nào? Có muốn ở lại đây không? Tôi không thể làm chủ. Ở đây thì tốt, nhưng không thể ở lại mãi được. Chúng ta phải quay lại Đế Thiên thôi. Đúng, tôi còn phải quay về. Tôi mệt rồi, về trước nghỉ ngơi đây. Ở lại đây với anh chút nữa đi. Buông tôi ra. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
Cũng sắp phải rời đi rồi. Em còn ở lại trò chuyện cùng Ma Tượng Hách Nhị sao? Ông ấy rất thích em đó. Ngồi xuống. Tô tiểu thư lại thấy không khỏe ư? Gia đình của cha tôi với ngài rất sâu sao? Đương nhiên, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nếu không có Tô tiên sinh thì đã không có tôi ngày hôm nay. Mọi thứ ở trong này đều là Tô tiên sinh trao cho. 10 năm trước, nơi này chỉ là một căn biệt thự bỏ hoang, đầy bụi và mạng nhện. Phòng của cha cô ở ngày xưa chỉ có độc mỗi chiếc giường để nằm ngủ, cả cửa sổ cũng hư. Xin hãy nói thêm về chuyện của bà tôi nữa đi, mà từ Hách Nhĩ tiên sinh. Nói tóm lại, Tô tiên sinh là một người vô cùng có ma lực. Ông ấy đưa tôi một quyển sách tên là gì ấy nhỉ? Đã ông tới chai thứ hai rồi, còn tính uống tới chừng nào? Cố tiên sinh, đừng dừng lại mà uống tiếp nào. Gặp cô, anh cũng sai rồi. Cười. Đóng cửa. Đẩy. Em muốn anh sai lắm sao? Em hy vọng anh sai à? Tôi chỉ là anh ngủ bị rời khỏi giường thôi. Tiểu lừa đảo. Chuyện em đó không phải là anh sẽ làm bẩn giường sao? Cố Thiệu Hiên, anh tóm. Mà buông tôi ra ngay, lưng của tôi sắp gãy rồi. Gãy được thì tốt, như vậy thì em sẽ không chạy khỏi anh nữa. Ừ. Đừng mà, anh muốn làm cái gì? Em có biết câu sai rồi loạn tính không? Anh phát điên cái gì vậy hả? Tôi cái đó tới rồi. Anh có thể nào đôi ngày khác lại? Em đang thỏa hiệp với anh sao? Hay là tính lừa dối anh? Làm sao đây? Mình không đi được cách nào tránh anh ta cả. Nếu cứ như thế này thì ngủ rồi. Ngay lúc này mau rời khỏi đây. Dừng lại. Khoan đã. Nguyên nhân cái chết của mẹ, cả cha cũng. Đây là cơ hội khó có được, Tô Lăng Tâm. Lăng Tâm, anh cứ nghĩ đêm nay sẽ không chờ được em tới chứ. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Không đi được. Không đi được, tại sao? Tay của em bị gì vậy? Chúng ta đi không nổi đâu. Em cũng thấy rồi mà, thiền đã ở bên ngoài rồi. Chỉ cần chúng ta lên thuyền rồi thì có thể chạy thoát khỏi đây thôi. Em nói chạy không thoát là chạy không thoát. Lan Tâm, em làm gì vậy? Anh nói xem. Đừng đứng đó làm gì, mau cởi đồ ra. Anh cởi, cởi gì? Anh không muốn em nữa sao?
Em còn muốn kết hôn với người em ghét, em muốn trao lần đầu tiên cho người em thích. Lần lần cầm em. Qua hết đêm nay, có lẽ chúng ta sẽ chẳng có cơ hội nào nữa đâu. Hãy đem những ngày tháng đó của chúng ta biến thành hồi kết hoàn mỹ nào. Có chuyện gì vậy, lăng tâm? Cố thiếu gia. Cố thiếu gia. Chúng tôi chưa phát sinh chuyện gì cả, là tôi dụ dỗ tiểu thư. Ngài nhất định được trừng phạt cô ấy đều là tôi sai. Im lặng chút. Hai. Cậu, ngày mai cùng tôi về đế thiên. Hả? Thiếu gia, tôi muốn ở lại đây. Tùy cậu. Lăng tâm. Rốt cuộc tại sao em ấy lại không xuống tay với mình? Là vì đột nhiên nghĩ đến những cái tốt của anh sao? Hay là vì nếu giờ đấy thì không còn mình, thì tâm huyết của tôi dậy sẽ bị hủy hoại? Hay là vì nếu anh chết đi rồi, trên đời này ngay cả một người đem hẳn cũng không còn nữa? Tập đoàn Đế Thiên. Nào, đường tổng, thử cái này xem. Phòng của tổng giám đốc. Mà tổng không phải chỉ mời tôi tới uống trà đó chứ? Dĩ nhiên là không. Chỉ là nếu cậu muốn thưởng trà trước thì cứ thoải mái đi. Chúng ta nói chuyện công việc sau. Không, nói chuyện công việc trước đi. Tôi còn thích lấy tiền của công ty rồi mà giờ làm lại đi uống trà tán gẫu. Nếu ai trong công ty cũng giống đường bộ trưởng thế này, cô tổng chắc chồng mơ cũng cười ấy chứ. Được rồi, nói lại chuyện chính, tôi muốn biết chuyện hợp đồng bữa trước. Xin lỗi, tôi bắt máy cái. Alo. Gì? Thiệu Hiên, em đừng đi lung tung. Anh lập tức lại chỗ em ngay. Trước khi anh tới đó thì em đừng có làm gì đấy. Cố Thiệu Hiên. Không thì anh với lại cho thử không tha cho em đâu. Nghe chưa hả? Tôi đã quyết định rồi. Anh ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Nói giỡn cái khỉ gì đó. Em biết làm loại chuyện đó sẽ ảnh hưởng tính mạng cô ấy mà. Cứ như vậy đi. Tôi đã thông báo với anh rồi, đại lúc chúng ta trở lại, anh đừng có cho sợ cô ấy là tốt rồi. Thiếu Hiền, Thiếu Hiền. Đáng chết. Xảy ra chuyện gì? Chuẩn bị phi cơ riêng cho tôi, nhanh lên. Xin chào, phòng kỹ thuật xin nghe. Chứ tôi tra địa điểm của số điện thoại vừa gọi vào máy tôi. Xin lỗi ngay, số điện thoại này đã bị hạn chế. Chúng tôi cũng không có cách nào theo được. Vậy định vị vị trí của Tử Nguyên đi. Mời nhập password. Tôi cần mật khẩu để bắt đầu theo dõi. Đáng ghét. Phi cơ đã đến và sẵn sàng. Cậu cũng cùng đi với tôi. Tôi còn có công việc khác phải làm. Việc của phòng BJ đều là việc của cậu đúng không? Đương nhiên, vị trí này của tôi chính là công việc đó. Vậy nếu cậu còn muốn gặp lại thư ký của mình, thì mau đi theo tôi. Trên máy bay. Có thể nói cho tôi,
Nhân viên của tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi chứ? Cậu thích lăn tăm chứ? Có ý gì? Xin hỏi, ý tôi là cậu có thích tính cách của lăn tăm không? Tại sao tôi lại phải rót cà phê cho anh chứ? Tính cách có chút nóng nảy. Thay vì bảo nóng nảy, hay là nói cô ấy ngoan ngoãn nghe lời và dịu dàng hơn, sau này thì sao? Tính cách cậu ta vậy là được rồi, tôi không quan tâm chuyện người khác. Những đứa trẻ như con bé, nếu còn thích thì sẽ không mà kiên nhẫn để thấu hiểu và gần gũi con bé. Cô ấy rốt cuộc là ai? Con bé là người tôi quan tâm nhất trên đây. Em gái của tôi. Em gái. Vậy cô ấy có thể xảy ra chuyện gì chứ? Con bé sẽ không còn nhớ ai nữa cả. Không còn nhớ. Cô Thiếu Hiền muốn xóa sạch ký ức của con bé. Xóa sạch ký ức, ý anh là dự án của Đại Thiền đang nghiên cứu. Phòng khoa học kỹ thuật, cạo đế đã luôn tập trung nghiên cứu và phát triển một loại sản phẩm có thể xóa sạch những ký ức đau thương nhất của con người. Việc phát triển đã chẳng còn lại gì vì tác dụng phụ mà thuốc mang lại vô cùng nghiêm trọng, và lại dự án đó cũng không ổn định. Đối tượng thử nghiệm đã phải chịu đựng trạng thái trầm cảm tê liệt và các rối loạn. Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Vài viên thuốc cũng không thể làm nên chuyện. Họ sẽ phải dùng một loại máy để thông qua não bộ quét hết ký ức của con bé. Sao chỉ còn lại hai tác dụng phụ có thể xảy ra? Nếu quá trình quét ký ức thất bại, con bé sẽ sống đời thực vật và có khả năng một phần dây thần kinh não bộ của con bé phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Cả hai tác dụng phụ này đều vô cùng nghiêm trọng đấy. Nếu có gì trục trặc xảy ra, phần đời còn lại của cô ấy xong rồi. Bởi vậy nên tôi mới cần cậu đi với tôi để ngăn chặn việc này lại, dù bằng cách nào. Nếu cô ấy mà không thuộc phòng của tôi thì tôi không muốn can thiệp làm gì. Quay quay. Hiểu chưa? Phi cơ của Tô Cảnh Nhiên theo dõi chúng ta đã hạ cánh và hiện đang càng tới vị trí của chúng ta. Hiểu chưa? Còn 5 tiếng nữa Tô Cảnh Nhiên sẽ có mặt tại đây. Mà mang cái này về đi rồi để bác sĩ vào. Được. Lăng tâm. Anh sẽ trao cho em một tương lai hoàn toàn mới. Em nhất định phải trân trọng nhé. Vị trí của Lăng tâm sao lại đột ngột di chuyển rồi? Anh đặt máy theo dõi lên người cô ấy. Hai người làm việc thời gian qua cũng không phải là ít. Đừng nói với tôi là cậu không để ý thứ con bé luôn mang theo bên mình nha. Là cái gì? Một con dao gấp. Cha con bé để lại, đi đâu con bé cũng mang theo. Tôi đã đặt một con chip theo dõi trên đó. Tại tôi sợ con bé lỡ bữa nào bị bắt cóc mất thì sao? Phải nhìn xa trông rộng chứ nhỉ? Và lần này Cố Thiên Hiền bắt cóc cô ấy. Cậu ta sẽ không di chuyển nhanh như vậy đâu, trừ phi cậu ta đã từ bỏ việc phẫu thuật. Bình tĩnh, cứ giữ dụ cho đều xấu nhất thì sẽ không thấy căng thẳng nữa. Tôi không phải cậu, thoải mái dự chu điều tồi tệ nhất. Mà tôi phải chuẩn bị đánh đổi cả tính mạng để giành lấy điều tốt nhất có thể thành hiện thực. Nếu không có vấn đề gì nữa, xin hãy bắt đầu điều trị đi. Được. Đợi một chút. Đổi thành kế hoạch A. Cố thiếu gia, hiện nay những nguy hiểm đã giảm tới mức thấp nhất có thể rồi. Báo cáo cậu cũng xem qua rồi. Nếu theo đúng phương pháp hiện nay thì sẽ không xảy ra phản ứng phụ đâu. Xin đừng lo lắng.
Tôi nói chúng ta tiến hành kế hoạch A. Dừng phẫu thuật, đồ ấy ra khỏi đây. Cố thiếu gia đã quyết định sáng suốt đấy. Cậu khẳng định mình chắc chắn sẽ làm tốt hơn mấy cái máy kia. Cố thiếu gia, cậu nên biết máy móc là tạo vật của con người. Chúng không thể nào so sánh được với trí tuệ của con người. Cậu cứ thoải mái tìm khắp thế giới này, cũng tìm không được nhà thôi miên nào giỏi như tôi đâu. Cô ấy rất quan trọng với tôi, cũng là mục tiêu của tôi. Nếu cậu còn dám thôi miên tôi nữa, cẩn thận cái đầu của cậu dễ rơi hơn cái đám máy kia đấy. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ muốn trước mặt anh chứng minh cho anh thấy tôi có thực lực. Nghe kỳ đây, tôi không chỉ muốn số ký ức của cô ấy, tôi còn muốn cây ghép vài thứ thông tin nữa. Vô tư, vậy chứ cây ghép ký ức dễ như ăn kẹo. Tà phạm thường thề nhà thôi miên đã làm cho đám vật tới thần của chúng tin rằng tội lỗi đều là do ý muốn của họ. Và đây là cái mà cậu gọi là bảo mật khách hàng. Nếu anh vẫn còn chưa tin tưởng chất lượng chuyên nghiệp của tôi sẽ tự thôi miên bản thân quên sạch mọi chuyện, cuộc nói chuyện của giữa chúng ta. Miệng lưỡi người chết mới có thể giữ bí mật, nhưng thử gửi một kẻ thôi miên có tài như cậu. Xuống gặp Diêm Vương sớm quá cũng uổng phí. Cảm ơn cứ thiếu gia thưởng thức. Những tên quái dị như cậu sống được lâu thế đúng là lạ đấy. Tất cả thông tin cậu cần đều ở đây. Yên tâm, cứ giao cho tôi. Tô lăng tâm. Tô lăng tâm. Tô lăng tâm. Ừ. Lăng tâm. Ai đang gọi mình? Âm thanh hình như phát ra từ hướng đó. Tan biến. Học, học, học. Dừng lại. Cỏ, còn có hoa. Nơi đây là nhẹ nhàng, đẹp quá, đi qua. Tô lăng tâm, anh là cố thiếu hiên. Tỉnh dậy. Ở đây là nơi nào? Đang ở nước ngoài sao? Ai đó? Anh là sao lại vậy? Cô ấy không nhớ ra mình. Anh là Cố Thiếu Hiên. Không có cười lạnh, cũng không có khinh thường. Cố Thiếu Hiên. Lăng tâm. Thiếu gia, mời cậu tới rồi. Thật bất ngờ, có vài công việc mệt mỏi quá rồi. Mới hơn 10 ngày, chưa gặp đã ốm đi một vòng rồi. Lăng tâm ở đâu? Cô ấy ở nhà nghỉ ngơi. Tôi đã xem bản thảo dự án của anh rồi. Ý kiến của tôi ở trong này. Đã biết. Hoàng thiếu gia mời đi bên này. Đau quá. Xin lỗi. Hoàng thiếu gia, cậu không sao chứ? Đau chết mất. Đây chính là hiệu suất công việc của nhân viên công ty các anh à, đúng là tốc độ lôi đình. Vì đó là Mạc tổng, Mạc cảnh nhiên. Lăng tâm chờ anh.
Mình chính xác là lăng tâm. Anh là cảnh nhiên, mà cảnh nhiên em quên nhiên đã không còn nhớ anh nữa rồi ư? Anh chính là anh cảnh nhiên sao? Cô Thiên Hiền có nhắc cho em rồi, em biết anh mà. Xin lỗi anh, tại em rớt xuống biển phát sốt rất lâu nên có vài ký ức rất mơ hồ. Nếu em quên mất cái gì anh cũng đừng vội vui mừng, sau này em nhất định nhớ lại hết cho xem. Lời này là Cố Thiên Hiền nói với em. Ừ, xin lỗi, em không phải cố ý quên mất anh đâu. Em ấy có nói với em quá khứ của chúng ta không? Anh ấy là anh trai của em. Hồi trước có đoạn thời gian chia cắt rất lâu, gần đây mới gặp lại. Vậy em ấy có nói anh vô cùng yêu em không? Anh ấy nói anh rất là yêu chúng em. Không, Lăng Tâm, người anh yêu chỉ có tiểu thư. Em tạm chuẩn bị xong rồi, tôi mang lên phòng cho cô, hai cô xuống dưới ăn ạ. Tôi đi với cô xuống dưới. Cố Thiệu Hiên đang lừa dối em. Lừa dối em? Em ấy đem ký ức của em thay đổi cả rồi. Thay đổi ký ức? Tiểu thư, cô không sao chứ? Ừ. Xảy ra chuyện gì rồi? A Độ, mau gọi bác sĩ Long nhanh tới đây. Được, được. Lăng Tâm, Đế Thiên, tập đoàn Hoàng Vũ chuẩn bị đầu tư vào thị trường dược phẩm. Alo, em rốt cuộc đã làm gì Lăng Tâm? Em bây giờ lập tức tới đây, anh muốn nói chuyện rõ ràng với em. Tôi bên này còn một vị khách quan trọng, để tới tối xem thử tôi có thời gian. Tôi Lăng Tâm sắp chết rồi.